Hiện tại thì nội thất cũng giao tới quý vị, nhưng mà giao bằng đường sông à. Trong đây lộ thì quý vị cũng thấy đó, lộ nhỏ không thể ngoài đi được, nên là phải giao bằng đường sông đó nha. Đây là lộ nhỏ đường sông, vỏ lãi, gọi với miền Tây gọi là chiếc vỏ lãi. Vỏ lãi hả? Ừ. Cái đây hình như loại bự đúng không? Đúng rồi. Cái thường thường có chiếc vỏ lãi có chút xíu à. Sẵn ở đây mình kiểm đồ đi, là một cái tủ này là tủ chén đúng không? Đầy đủ hết luôn rồi. Tủ quần áo nè, bộ bàn, nệm, bàn học với bé Trăng. Hồi nãy thì lấy bộ ra vừa rồi đúng không? Bộ ga hai bộ ga. À, vậy là đang thấy là đủ hết phải không? Đủ hết. Đầy đủ hết rồi quý vị. Đây lộ nhỏ quá. Nó khiêng lên cái tủ chén rồi giờ 4 món như thế này nè. Vỏ lãi này nó bự nên là chở hết một lần 5 món luôn cả nha. Đây đây lộ nhỏ quá không có đi xe vào được. Đường lộ này từ đây ra tới cái lộ lớn thì cũng tầm khoảng cây số không ta? Nãy hồi nãy chú Út chia sẻ là tầm 800-700 m á. Tầm cây số đổ lại đi ha. Đây thì chung là ở bên bán quý vị cũng kẹt thợ phụ này kia đó kinh đó. Chú Út đây cũng xuống phụ kinh luôn nhưng mà cũng lo cái nhà, chú Út cũng bị gai cột sống á, ginh nặng không được nữa, chú Út cũng gán phụ thôi. Xe nha. Xe kìa mấy anh em cho. Đừng đụng nha, đụng đầu này nè chú ơi, lật ngửa lại. Rồi qua luôn anh. Các bạn nó nặng không ghi? Nó lộn đâu? Nhẹ hả? Đây gỗ tràm à. Ghế thấy làm gỗ to á. Bàn này thì không nặng, bàn này nhỏ xíu à. Còn ghế này ghế đặt luôn nè. Thấy sao Trăng vui không con? Đó, bàn học của anh Trăng á, màu hồng luôn. Vui ha. Dạ thì xin chào cả nhà. Thì ngày hôm nay thì đại diện anh em của nhóm thủy và cũng như là quý mạng thường quân trong cũng như là ngoài nước. Thì ở đây là ngày hôm nay là ngày 15 tháng 9 âm lịch, cũng là cái ngày tốt hai mẹ con của chị Tuyền lại về căn nhà mới ở đây. Thì xin giới thiệu ở đây là có chú trưởng ấp và cũng như là các chú bên ban mặt trận tới đây để mà chung vui cái ngày hôm nay cả nhà. Chú ơi thì chú có thể giới thiệu cho tụi con được biết là mình tên gì, là như thế nào không chú? Chú là tên Lê Văn Minh, bí thư kim trưởng ấp. Thì hôm nay là chú có đôi lời cảm ơn đoàn thiện nguyện của các nơi về đây để xây dựng một cái căn nhà tình thương cho chỗ bà Ngô Thị Bích Tuyền và đứa con. Thì hôm nay tôi đại diện chính quyền địa phương chân thành cảm ơn các quý mạnh thường quân và cái đoàn thiện nguyện đến ấp Thực Hưng để chia sẻ và xây dựng một căn nhà tình thương cho gia đình của bà Ngô Thị Bích Tuyền. Sau đây tôi xin giới thiệu, đây là chỗ ông Hồ Ngọc Dũng, trưởng ban tác phong trận. Đây là ông Đặng Văn Thủy, bên hội nông dân. À, chú ơi. Chú có cái lời nào trong ngày hôm nay khi mà mình tới tham dự cái ngày mà về nhà mới của hai mẹ con chị Tuyền không? Đến đây để tham dự cái ngày và bàn giao căn nhà tình thương cho đoàn của Bích Tuyền này á, thì là quỹ Bích Tuyền là cái hộ nghèo của ấp Thị Hưng, thì cũng nhiều năm rồi thì cái nhà nó dột nát, thì chính quyền địa phương cũng quan tâm đến, cũng nhưng mà chưa có cách xây dựng kịp, thì bữa nay có cái hội thiện nguyện của thành phố và các mạnh thường quân
thì đại diện cho mặt trận thì cũng xin cảm ơn các nhà hảo tâm từ thiện để mà giúp đỡ cho bà tiền có nhà khang trang. Xin cảm ơn. Dạ, còn chú có cái lời nào cũng gửi đến không ạ? Ông có nói thì mình cũng thay diện cho nông dân, thì hôm nay tiền thì cũng gia đình hộ nghèo nào giờ, thì hôm nay được mấy em mà tài trợ được vậy thì cũng thay mặt cho địa phương đây cũng cảm ơn mấy em nhiều. Dạ, thì con cũng đại diện cho quý mạnh thường quân và cũng như là chị Tiền và nhóm của tụi con gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất tới địa phương ở đây đã tạo điều kiện cho mấy nhà tụi con và cũng như quý mạnh thường quân xây cất cái ngôi nhà ngày hôm nay cho hai mẹ con của chị Tiền ạ. Thì bây giờ con cũng muốn là mời mấy chú ở đây mình vào bên trong để mình tham quan cái ngôi nhà của chị Tiền một xíu ha. Từ từ chị cho chị Tiền. Cảm ơn chị Tiền phát biểu cảm ơn, rồi sau đó là công bố bàn giao căn nhà cho chị Tiền rồi mới dẫn đi trong. Cảm ơn địa phương ở đây. Chị Tiền cảm ơn địa phương ở đây rồi cảm ơn mạnh thường quân. Sau đó là thấy cùng với mấy chú là bàn giao căn nhà, chính thức là bàn giao căn nhà cho chị Tiền ha. Rồi đó mời mấy chú đi tham quan ha. Rồi. Rồi làm tiếp. Rồi thì ngày hôm nay sẵn tiện là có bên mấy chú thiện ấp rồi bên mặt trận cũng tới đây á, thì chị Tiền mình là có cái lời nào muốn gửi đến các chú ở đây và cũng như là quý mặt thường quân không chị? Em cảm ơn mấy chú mấy anh đã đến dự cho em nhà, cảm ơn rất nhiều. Với cảm ơn mạnh thường quân đã giúp đỡ cho em có ngôi nhà bé Trân mơ ước, ước mơ bé Trân nè. Ước mơ mấy mạnh thường quân cũng hoàn cảnh như em, giúp đỡ mấy người cũng như em, và em cảm ơn rất nhiều. Ước mơ với em hứa với anh Dương Duy Minh thỉnh mẹ về thờ là giờ em hứa những lời em hứa là em giữ lời em hứa. Có lẽ là chị run quá, xúc động quá nên không có nói thành lời. Dạ thì nhân chị mẹ em đây thì có mấy chú địa phương ở đây thì em cũng chính thức thay mặt tem của em và cũng như là quý mạnh thường quân trong và ngoài nước bàn giao ngôi nhà này lại cho chị ha. Trước khi bàn giao ngôi nhà này lại cho chị thì con xin mời ba chú ở đây mình cùng vào bên trong để tham quan ngôi nhà của chị Tiền một xíu ha chú. Dạ con xin mời. Chắc con dẫn mấy chú vô luôn ha. Chị Tiền run quá, chị Tiền không nói được. Bé ơi, tắt nhạc cho cô Thủy đi. Đây là cái phòng khách thì cũng có một cái bàn thờ, là chị Tiền cũng có thỉnh mẹ về đây chứ. Đây thì tụi con cũng thay mặt quý mạnh thường quân là mua cầu thấp ở đây là bộ ghế salon như là bàn học cho bé. Thì đây là cái gian nhà dưới, đây là cái căn buồng. Thì tại vì cái diện tích đất cũng như là cái số tiền mà quý mạnh thường quân giúp đỡ thì giống kiểu như là tiền nào của đấy đó chú. Thì căn nhà này là cái chiều ngang nó là 4, chiều dài nó là 10, ngang 4, dài 10, cho nên là cái diện tích nó hơi hẹp một xíu. Đây cái phòng ngủ hai mẹ con, phòng là 40 mét vuông. Dạ, đây là cái tủ bỏ quần áo nhưng mà lắp đó tụi con chưa có đẩy vào được, thì một xíu nữa tụi con sẽ sắp xếp xong ha. Một cái thông cảm ạ. Rồi đây là phòng, đây là nhà dưới nhà bếp này. Tại vì cái gian bếp đó nó cũng hơi chặt một xíu, tại vì chị tích mẹ con cũng đã nói là nó hơi hẹp á. Thì đây là bên ăn gian đó, có làm một cái kệ bếp là kêu là bếp di động gì đó thì con cũng không có rành lắm, nhưng mà vẫn có là đó, đổ xả nước đồ đàng hoàng kia. Dạ, đây là cái tủ chén, mẹ con cũng lần đầu tiên con biết cái bếp di động. Nó xe, nó xe, nó xe luôn. Tại vì là cái gian bếp hơi nhỏ một xíu nên là anh Điền là cũng như là cậu út của bếp Trân đó có chọn cái tủ chén là nó nhỏ nhỏ xinh xinh để mà vừa với em bếp của mình luôn. Gọn. Dạ. Còn phía bên trong đây là nhà vệ sinh nè. Rồi bây giờ con mời con quên nói một điều nữa, thì bên phía điện lạnh á thì tủ lạnh tivi với lại tủ lạnh tivi thì họ chỉ mới giặt nữa thì họ chưa có chở tới. Một xíu ở đây thì con sẽ cập nhật sau hết. Bây giờ con mời con Tiến ra ngoài nói chuyện ha. Tại vì ở đây nó hơi chặt một xíu thì mình nói chuyện nó cũng hơi khó khăn ha chứ. Ra ngoài mình nói thoải mái hơn nha. Cho căn nhà là gì thứ ngoài các bạn.
Mừng quá không nói nên lời. Là con mời ba chú mình ngồi xuống xong tập dụng với tụi con một xíu nữa ha. Ngồi luôn hả? Ừ, ngồi luôn. Mình ngồi nói chuyện mà. Dạ rồi, thì sau khi mà chú cùng với tụi con đi tham quan một vòng như vậy thì các chú thấy là ngôi nhà của chị Tuyền có được không ạ? Theo chú tham quan và bây giờ thì chú thấy ở đây có chỗ cái đoàn thiện nguyện của các em đến đây cũng chăm lo cho đời sống của gia đình của Ngô Thị Bích Tuyền. Thì chú thấy cũng trang trí rồi tất cả mua sắm đồ trong nhà thấy cũng là đủ lắm rồi. Nhưng mà so tính ra đợt này nếu mà chỗ chị Ngô Thị Bích Tuyền này chắc có thể là thoát nghèo được rồi đó. Dạ. Và vươn lên để làm ăn phát triển kinh tế cho nên thì có chỗ nơi ăn uống đàng hoàng thì vấn đề đó không còn phải lo là nhà cửa nữa. Mình chỉ lo là phát triển kinh tế gia đình. Ngoài cái căn nhà là 106 triệu cộng với nội thất là tụi con tính hết là khoảng tầm là 27 triệu mấy trăm nữa, và ngoài cái số tiền đó ra thì còn một số tiền mặt sau khi mà nội thất đem tới hết rồi con cũng sẽ bàn giao hết cho chị Tuyền ở đây luôn. Dạ vâng, em Tài mến chào quý ông bà cô bác và gửi lời chúc sức khỏe đến quý ông bà cô bác mạnh thường quân trong và ngoài nước vừa qua đã cùng đồng hành với tên của Tài đó hỗ trợ cho chị Tuyền và em Trăng ở đây có một căn nhà mới quý vị. Và đây là các chú ở xã ấp ở địa phương ở đây để mà bàn giao căn nhà này. Thì Tài cũng xin phép là nói rõ một số vấn đề như thế này. Thì mấy anh em con chú thì cũng đã mua nội thất cũng xong rồi, còn một số điện lạnh, tivi, máy giặt, tủ lạnh là chưa có giao tới. Trong buổi tối hôm nay họ giao tới đây và tụi con sẽ lên một cái video nữa sẽ hoàn thiện full nội thất trong nhà. Và tụi con sẽ có một cái video tiếp theo đó chính là sao kê toàn bộ số tiền tụi con đã nhận cho hoàn cảnh Tri Tiền của em Trăng ở đây và sao kê số tiền con chi ra xây nhà là bao nhiêu và mua nội thất là bao nhiêu và số tiền còn lại là bao nhiêu tụi con sẽ gửi trực tiếp cho chị Tiền ở đây trong cái đoạn video đó. Thì có lẽ là bà con cô bác nhà hảo tâm các chú xã ấp có thể là lên cái đoạn video đó mình xem tụi con sao kê trong cái đoạn video đó sẽ gọi là rõ ràng minh bạch hết để không có là ai gọi là thiếu một cái danh sách tên của ai trong cái đó hết. Nên là mấy chú ở địa phương mình cứ yên tâm về vấn đề mà số tiền của con nhận và chi bao nhiêu nha. Dạ thì đây thì con cũng xin chân thành cảm ơn mấy chú đã buổi chiều hôm nay bỏ ra một ít thời gian để đến đây bàn giao căn nhà cho hai mẹ con. Con xin gửi là chúc đến địa phương mình có thật nhiều sức khỏe và niềm vui trong cuộc sống nha. Dạ. Rồi hiện tại thì bên mấy anh nội thất họ cũng đã giao và đang lắp ráp ở bên trong cái nhà. Thì Thủy cũng tranh thủ để mà gửi lại cái số tiền mà sau khi mua nội thất xong á, còn dư á, gửi cho hai mẹ con của chị Tuyền luôn. Thì lúc đầu số tiền còn dư sau khi cấp nhà là 74.011.000. Thì ở đây là cái nhà mình có mua tủ áo nè, tủ chén, rồi bàn học, nệm cao su, cái này gì thì chọc không ra ta, bộ ghế salon. Bên phòng nội thất đây là 12.800.000, đưa đây con đưa đây. Còn bên phía mà điện lạnh đó thì gồm có tủ lạnh, máy giặt, rồi tivi, rồi cộng thêm cái kệ mà để mình bỏ mình gắn lên tường nữa là 14.489.000. Tổng cộng hết là 27.289.000. Thì Thủy trừ ra là còn lại là 46.722.000. Số tiền này còn dư lại em gửi cho chị luôn ha. Mua hết rồi thất là 27.289.000. Thì trừ ra là số tiền còn lại là 46.722.000. Thì những cái đồ mà chị còn bổ sung thêm á, thì khi nào rảnh rảnh thì chị nhờ anh Điền chở đi mua giùm em ha chị. Bây giờ chị em gửi tiền lại cho chị nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 23,
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 700, 722 ngàn. Em gửi chị. Chị có lời nào muốn gửi gắm cho quý bạn Hùng không? Em cảm ơn mọi người trong nước phải giúp đỡ cho em hoàn cảnh khó khăn của con. Không? Vậy bây giờ là có lẽ đây là clip cuối với cô chú ghi hình con nè, tại vì hôm nay là bàn giao cho con rồi đó, thì con có muốn cái lời nào gửi đến ông bà không? Không. Con gửi đi. Gửi đi. Cảm ơn ông bà đã giúp đỡ con, cho con thực hiện ước mơ có được nhà. Thì con sao? Con sẽ cố gắng học hành để thực hiện ước mơ của mình. Đáng cố gắng nha. Rồi hiện tại thì bên trong á, máy ảnh cũng đang làm cái nha, thì mắt em sẽ quay một vòng nữa cho cô bác chị mình xem rồi kết thúc video ở đây ha. Rồi em gửi chị. Rồi một lần nữa thì cũng xin thay mặt chị Tuyền ở đây gửi lời cảm ơn hết tất cả quý cô chú mạnh thường quân trong và ngoài nước đã chung tay giúp đỡ chị có cái căn nhà ngày hôm nay. Rồi cũng mong rằng chị cố gắng ha chị, nuôi cái chân ăn học ha. Dạ, số tiền này em để dành để cho em bé ăn học tới nơi tới chốn. Yeah. Nếu như mà mình cảm thấy nó nhiều quá thì có thể mình đi mở sổ tiết kiệm ha chị. Dạ. Rồi cho bé ăn không đi học, cái số tiền này em không dám xài để cho bé ăn học. Dạ. Có chút gì sức khỏe. Dạ. Rồi, như quý vị cũng đã thấy thì nội thất trong nhà thì cũng đã đem tới cho quý vị đầy đủ hết rồi. Bàn học của em Trăng nè, đây là tủ lạnh nè, thì mấy anh em thợ bên điện máy đang lắp ráp cho chị quý vị. Hôm nay thì sẽ đem cái tủ quần áo vô đây nhưng mà chưa đem tấm nệm nè, sẽ mua cái giường đó thì chị mua sao vậy, máy giặt nè, lắp ráp đây, nói chung là đến đã giao hoàn thiện hết rồi nha, đợi mấy anh em lắp ráp mình nữa là ok hết rồi. Rồi tivi để đây nữa quý vị, xong rồi nha cả nhà.